quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả với anh Huy có biết không, hôm bữa em đi Đồng Tháp đó, ôi gặp được rất là nhiều điều thú vị luôn. Cha cha, đi chơi nữa phải không, sướng ha. Nhưng mà có gì thú vị kể cho anh cũng như quý vị khán giả nghe đi. Khi mà em vừa mới đi qua Cao Lãnh á, rẽ trái về hướng Long Xuyên, chừng vài trăm mét thôi là em rất là ngạc nhiên với hàng dãy khô cá lóc phơi dọc hai bên quốc lộ mà đi từ Tân Mỹ đi Long Xuyên đó anh. Đúng rồi, đúng rồi Minh Châu à. Tân Mỹ nổi tiếng với đặc sản là khô cá lóc, mà khô cá lóc chế biến món ăn là hết sảy luôn đó. Bởi vậy cho nên em đã mang khô cá lóc về cho anh Huy chế biến món ngon đây. To anh xem nào. Dạ, khô ngon quá. Cảm ơn Minh Châu. Bây giờ anh Huy coi mình có thể làm chế biến món gì từ cái khô cá lóc này không? Rồi, được rồi. Nhân tiện chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon, để anh Huy sẽ vào tủ lạnh xem coi còn nguyên liệu nào chúng ta sẽ kết hợp để chế biến cùng khô cá lóc này. Đợi anh chút nha. Dạ. Rồi, rất là may trong tủ lạnh hôm nay còn có cà chua bi nè và cả đu đủ nữa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế biến một món ngon trong tích tắc, thật là thanh mát và ít dầu mỡ. Chính xác rồi. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món gỏi đu đủ khô cá lóc quý vị nhé. Để chế biến món này thì chúng ta cần có 3 nguyên liệu chính, đó là khoảng 100g khô cá lóc, 200g đu đủ, 50g cà chua bi. Ngoài ra chúng ta còn có một số nguyên liệu phụ như là tỏi, ớt, lá húng lủi, đậu phộng, nước cốt chanh, một số gia vị thông dụng và cuối cùng giấm gạo Lisa. Bây giờ thì coi như là nguyên liệu chuẩn bị xong hết rồi, anh Huy phải nhanh chế biến đi đó, chỉ trong tích tắc thôi nha. Đúng rồi, món này chúng ta chuẩn bị chế biến rất là lẹ, chỉ khoảng 7 phút là xong thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho đu đủ qua một cái tô, cho vô một ít nước cốt chanh đây. Sau khi chúng ta cho nước cốt chanh vô, Minh Châu nhớ đảo đều đu đủ lên và cho một ít nước vô để chúng ta rửa sạch. Sau khi rửa sạch thì chúng ta sẽ cho qua cái rổ để cho thật là ráo, bởi vì khi mà làm được điều này thì đảm bảo với quý vị là đu đủ sẽ được giòn ngon và không bị nhớt. Cảm ơn Huy đã chia sẻ với em một kinh nghiệm rất là hay. Quý vị khán giả hãy cùng với Minh Châu ghi nhớ điều này nha. Chúng ta sẽ trộn đu đủ với nước cốt chanh nè, sau đó rửa lại thật sạch với nước, giúp đu đủ vừa giòn vừa ngon mà lại không bị nhớt. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cà chua bi ra làm đôi. Nếu mà cái cà chua bi nhỏ quá mình để nguyên trái được không anh? Anh vẫn thích cắt ra làm đôi, bởi vì sao? Khi em cắt ra làm đôi nè, thì một chút xíu mình trộn nó sẽ thấm gia vị vô phía trong, ăn nó sẽ ngon hơn. Lá húng lủi chúng ta cũng có thể cắt ra làm đôi. Chúng ta lấy một cái chảo để bắt đầu chiên khô cá lóc. Minh Châu thì sẽ chiên khô, còn anh Huy sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả chúng ta cách làm nước trong gỏi. Chúng ta sẽ sử dụng ớt hiểm và tỏi để đâm nhuyễn. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước trong gỏi bằng cách là cho khoảng 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, khoảng 1 muỗng rưỡi giấm gạo Lisa. Tiếp theo là chúng ta cho khoảng 1 muỗng nước cốt chanh, nhưng mà nhớ là muỗng cà phê thôi Minh Châu nhé. Dạ. Rồi, lúc này chúng ta cũng có thể là quậy cho tan đều hỗn hợp này. Anh Huy cho em cái đũa đó không? Em muốn kiểm tra coi là dầu đã nóng chưa để mình chiên khô luôn đó. Rồi, quan trọng một điều anh muốn nhắc Minh Châu cũng như quý vị khán giả, đó là khi chúng ta chiên khô thì chúng ta để lửa nhỏ và dầu không nóng quá, bởi vì trong khô này chúng ta đã tẩm ướp gia vị. Do đó nếu mà chúng ta chiên lửa cao quá thì sẽ dễ làm khô bị khét. Một lưu ý nhỏ nhưng vô cùng quan trọng đúng không anh? Quý vị khán giả nhớ nha, chúng ta chiên khô trong dầu không nóng quá và lửa cũng đừng to quá, bởi vì như vậy sẽ khiến cho khô bị khét đó. Đó, thấy chưa, lửa nhỏ nhỏ như vậy để mình kiểm soát cho nó dễ nè, và thường xuyên em đảo những cái miếng khô lên. Đó, bây giờ tắt lửa là được rồi đó. Chúng ta sẽ cho ra ngay, để nếu mà để lâu quá thì sẽ khô sẽ dễ bị khét lắm. Dạ. Đây. Bây giờ thì khô cá lóc cũng đã bắt đầu nguội rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau xé khô ra. Đây, đúng rồi, em xé miếng đều đều to to ra. Nó có cái độ dài dài cho nó đẹp. Một chút nữa mình trộn gỏi thì thấm đều hơn nữa đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, xong rồi, hai anh em ta còn công đoạn cuối, đó là trộn gỏi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho phần đu đủ này vô, cà chua bi và lá húng lủi. Chúng ta sẽ cho toàn bộ nước mắm đã pha trộn lúc nãy. Rồi, sẽ đảo đều lên cho đu đủ và cà chua thấm đều nước trộn gỏi như thế này. Đây, sau khi mà toàn bộ nước trộn gỏi đã thấm đều với đu đủ rồi
thì chúng ta sẽ cho một ít khô cá lóc lên và giữ lại một ít, một chút xíu ra dĩa chúng ta sẽ cho lên phía trên cho nó đẹp ha. Ha, bây giờ anh Huy sẽ cho ra dĩa. Đây, cho ra cái dĩa thế này. Cà chua bi. Phần còn lại chúng ta sẽ cho khô cá lóc lên. Chúng ta sẽ cho vô một ít đậu phộng lên trên mặt. Món ăn như vậy là đã hoàn tất rồi. Đây, một miếng khô và cả đu đủ nữa nè. Dạ. Anh mời em. Em cảm ơn Huy. Chưa chi là thấy mùi giấm và nước cốt chanh thơm nhẹ nhẹ dịu dịu rồi đó. Rất là kích thích vị giác đó anh. Đúng rồi, quan trọng nhất là chúng ta phải biết kết hợp giữa các thành phần nguyên liệu lại với nhau. Một món ngon với ba nguyên liệu chỉ trong 7 phút mà có đủ tất cả các mùi vị rất là thơm ngon. Nào là vị mặn mặn của cá lóc nè, vị chua chua ngọt ngọt của nước trộn gỏi nè. Em đảm bảo món này không chỉ có em đâu nha, quý vị khán giả cũng sẽ rất thích đó. Cảm ơn những nhận xét của Minh Châu. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy một lần tự tin vào bếp để chế biến món gỏi đu đủ khô cá lóc. Hy vọng là quý vị sẽ thành công với món ăn này. Ba nguyên liệu, triệu món ngon. Như anh Huy đã chia sẻ thì món ăn này vừa ngon nè, vừa dễ thực hiện nữa, chỉ trong tích tắc thôi quý vị ạ. Hãy thực hiện và chia sẻ với chúng tôi cảm nhận của quý vị qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị.